đang bán dạ. Đang like. À, chị hỏi tránh cái cổ cho ai? Cần biết á. Ấy nó mua sáng này giặt lúc mà không có. Không cái áo nào nó có cổ hết. Dạ. Em không có. À tránh cái cổ à thun ấy. Ừ. Ấy nó đi giặt thì giặt chút mà. Ừ. Không có. Hot boy now, hot keep thôi. Dạ thôi chị đây á. Dạ. Cái miệng hôm bữa ham ăn cánh một miếng quá vậy. Miệng hôm bữa ham ăn cánh một miếng giờ sân nó đeo nhói luôn ạ. Hạt bụi nào ho kịp thân tôi, để rồi mai tôi trở về cát bụi. Chạy gửi đồ cho em chưa? À, đã có nhân viên nhà em gọi cho mấy chạy chưa ạ? À? Nếu mà đã có nhân viên gọi thì đã chốt đơn nha mấy chạy ơi. Đã có nhân viên gọi là đã chốt đơn nha. Mấy chị yêu ơi, vào xem like chia sẻ bài giúp em với nha. Và xem like chia sẻ bài giùm em thương nhé nha mấy chị yêu. Và xem like chia sẻ bài giùm em thương nhé nha. Mấy chị ơi, vô like thì mình tương tác với nhau đi mấy chị ơi. Hello em Nguyễn Ngọc Thiện nè. Mấy chị yêu, và xem like thì tương tác lên bài với em thương nhé nha. Tình 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 tình. Ai đang xem live, ai đang ở trong buổi livestream này chấm bài lên với em với mấy chị. Chấm bài lên cho em thương nhớ. Trưa mai mấy chị yêu nếu mà có nhã hứng mua dép thì vô à, thì đón xem em live nha. Trưa mai em sẽ live dép cho mấy chị nha. Đủ loại dép luôn. Hạt bụi nào ho kịp thân tôi, để rồi mai tôi trở về cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhòa của tôi. Chia sẻ bài lên cho em với nha mấy chị. Đi trên sông và một đêm trăng rằm. Có quần áo bé gái? Dạ có nha chị Nguyễn Thu Hiền ơi. Nhiều lắm, đẹp lắm chị yêu. Đi trên sông và một đêm trăng rằm, mãi chiều khua nhẹ tựa sóng vỗ lòng. Chu cha bữa nay mới thấy bà Lê Tiết đó nha. Rồi mấy chị yêu ơi, xem like chia sẻ bài giúp em thương với nha. Ai có nhóm thì chia sẻ hội nhóm, ai có trang cá nhân thì chia sẻ trang cá nhân giùm em nha. Cảm ơn chị Minh Hải Trần đã chia sẻ bài cho em nè. Chị Bếp Lì, chị Tân Hồ. Cảm ơn em Lê Tiết chưa thấy chia sẻ bài. Mấy chị yêu ơi, xem like đừng tiếc gì với em thương một lúc chia sẻ. Cảm ơn chị Nguyễn Thu Hiền đã chia sẻ bài giúp em thương nha. Mấy chị yêu ơi, xem like đừng tiếc gì với em thương một lúc chia sẻ nha mấy chị. Hello chị Thi Thi, hello chị Trà My Lương nha. Trưa mai giờ xanh dép nha mấy chị. Mình lo mình chuẩn bị là mình mang dép size bao nhiêu đây mấy chị. Ngày mai lên chốt cho nó nhanh, cho nó vui, giành giật nó mới đã. Mai chuẩn bị là mình mang dép size bao nhiêu, mình mặc quần size bao nhiêu nha mấy chị. Ngày mai là nhà em quần này tổng hợp tất cả các loại quần luôn. Quần u mì, quần ring chợ. Nói chung là cái lô quần chuẩn bị về đẹp lắm. Ngày mai tổng hợp. Ngày mai mấy chị yêu này chuẩn bị cho mình nè, mang dép size bao nhiêu, mặc quần size bao nhiêu, lên chốt cho nó đã nha mấy chị. Còn bây giờ là mấy chị chia sẻ bài giúp em thương và chấm tương tác lên để mình không bị ẩn comment đầu like à. Chia sẻ bài chấm tương tác lên để không bị ẩn comment đầu like nè. Chào nheo để không bị ẩn comment đầu like. Mấy chị chấm lên hoặc là tương tác nói chuyện gì với em cũng được. Chấm lên tương tác nói chuyện gì với em cũng được hết trơn. Rồi em lên hàng cho mấy chị yêu nha. Tình yêu ơi, ai biết mà mua làm. Rồi mã đầu tiên em lên là quần kaki siêu co giãn cho bé gái, có size từ 10 tới 27 kg.
Đó, một combo 100.000 ba quần không cho chọn màu. Đó, chị Lai lúc im đi làm không mua được gì hết vậy hả? À, trưa là chị Lai dép, tối là chị Lai đồ nha. Trưa mai là trưa mai em Lai dép, tối em Lai đồ. Rồi quần kaki siêu co giãn giúp em thương nha. Đây nè, kaki siêu co giãn giúp em thương. Hả? Chốt đa tiền cũng đã, chốt đã tiền cũng đã hả? Tiền đâu mà mua dữ chị? Tiền đâu mà mua? Tiền đâu ấy mấy chị, em không biết tiền đâu. Nè, các cây siêu co giãn cho bé đã lắm, dễ thương lắm mấy chị ơi. Mặt Linh form đẹp lắm, chiều giờ khách tới hốt cũng gần hết rồi mấy chị, không còn nhiều đâu. Em lên bảng màu cho mấy chị, nhưng mà không chọn màu nha mấy chị, bởi vì chọn màu nhiều khi nó sẽ hết size á. Nên cứ combo 100.000 ba quần có size từ 10, hỏi em nó ồn quá ha, có size từ 10 cho tới 27 kg. Mấy chị yêu cứ chốt combo một, chốt mã 100 kèm theo số ký em thương box size nha. Chốt mã 100 kèm theo số ký em thương box size. Đủ mèo hết đó, cưng lắm. Đây nè, dễ thương chưa? Đó, đủ mèo hết cho em. Đó, combo đầu tiên em lên cho mấy chị là 100.000 ba quần cho bé nha. Quần kaki nha. Quần này em nói thiệt chứ mấy chị, nếu mà để mà gần Tết mấy chị mua chắc tiền dữ lắm đó mấy chị ơi. Giờ mình mua 100.000 về xếp tủ cho bé cũng được. Bây giờ mặc cũng được, mà xếp tủ cho bé Tết mặc cũng được. Đó nè, có size từ 10 tới 27 kg nha. Có size từ 10 tới 27 kg đủ mèo luôn nè. Còn mèo đẹp không à? Nên mấy chị cứ chốt 100.000 ba quần. Quần riêng hả chị, lấy em ba kaki nha em Nguyễn Phương ơi, kaki nha. Kaki nếu mà em chốt thì chốt cho chị mã 100 kèm theo số ký kaki nha em. Kaki co giãn nha, từ 10 tới 27 kg là được nha. Đó, mấy chị yêu thích chốt mã size bao nhiêu thì chốt nè. Đủ mèo dễ thương lắm, chiều giờ khách hốt cũng gần hết rồi. Chiều giờ khách hốt cũng gần hết rồi, cưng chưa? Nó cưng chưa? Cưng quá trời cưng luôn mấy chị yêu ơi. Dễ thương lắm. Quần chắc kaki co giãn có tuổi phía sau nữa nè. Dễ thương chưa? Đủ mèo cho mấy chị yêu. Đủ mèo đó, có bé đồ bé gái 35 kg. Có nha chị Phan Thị ơi, có đồ bé gái 35 kg, chuẩn bị em lên nha. Rồi ai thích chốt thì chốt cho em mã combo. Rồi ok chị Nguyễn Phương nè. Ok em Nguyễn Phương nè, 100.000 ba cái chốt cho em Nguyễn Phương combo 17 kg ba cái nè. 17 kg ba cái cho em Nguyễn Phương nè. Đậu lắm. 17 kg ba cái cho Nguyễn Phương. Cưng lắm mấy chị, đủ mèo hết á. Đủ mèo hết trơn á, dễ thương lắm. Đó mấy chị cứ chốt combo 13 kg, em lấy cho nha. Đủ mèo hết cân lắm. Rồi combo cho bé Phương nè. À, bộ mặt nhà cho bé gái có chị ơi, chuẩn bị em lên nha. À, quần bé 30 kg được sao em mới về nha chị Sơn Hòn. Có thun phong thường không chị? Có nha em Lâm Phạm ơi. Áo thun phong thường người lớn chị nhiều lắm. Rồi ai chốt combo 100.000 bao quần kaki cho bé không? Kaki co giãn mặc sướng lắm. Ừ. Cho bé mặc đi học đi chơi cực kỳ thoải mái luôn. Cân dễ sợ cho mấy chị ơi. Dễ thương quá. Thật sự luôn. Đủ màu quá đó, mèo nào cũng cưng, mèo nào cũng đẹp. Đủ bảng màu luôn. Đó, 100.000 ba quần em thương bắt cho nè. Từ size từ 10 tới lệ, size từ 10 tới 27 kg nha. Size từ 10 tới 27 kg, chắc kaki co giãn. Cho chị ba quần 27 kg. Ok chị Nguyễn Trăng nè. Cho chị Nguyễn Trăng ba quần 27 kg nè. Chị Nguyễn Trăng là vô nhà lấy đúng không ta? Chị Nguyễn Trăng nhà nhà lấy đúng không ta? Chị Nguyễn Trăng vô nhà lấy đúng không chị? Sao em chưa thấy thông tin của chị Nguyễn Trăng á? À, chị Lai đủ thứ, em còn ít bộ đồ bé, chị Lai cho hết hết cái lô bé nè. Xong rồi còn thời gian mình qua tiếp. Có đồ bé trai nha em, có đồ bé trai nha. Đó, 100.000 ba cái, combo 100.000 ba quần. Đẹp quá. Mặc lên tậu lắm. Chờ bà bé em ba mặc bên ơi, có đi cuốn quấn lắm lần ạ. 100.000 ba quần quá rẻ, em nói thiệt luôn. Chắc kaki đẹp lắm nha, chắc kaki đẹp lắm, không phải cái hàng thường xù lông xù lá đâu, nên mấy chị yên tâm. 100k ba cái 11 kg, chốt đơn cho chị rồi chị xuống lấy áo luôn nha thương. Thông cảm chứ chị mắc quá, mắc quá thì nói em ship cho chị Bảo Trâm, không cho chọn màu với mấy chị, bóc đại mèo nha. Em bóc đại mèo, nhiều khi mấy chị chọn mèo nhưng mèo đó lại hết size với mấy chị con mấy chị á, nên nếu mà được thì em sẽ bóc mèo cho mấy chị, còn không em sẽ chọn đại mèo nha. Chị Bảo Trâm bạn chưa đưa số điện thoại em ship cho chị đi, chị ship có 3 có 10.000 nè, ship rỉ lắm. Ba quần 16 kg ok cho Võ Liễu nè.
Võ Liễu. Võ Liễu lên thông tin số điện thoại địa chỉ nha Võ Liễu ơi. Dạ ok chị Nguyễn Trang. Chị Võ Liễu lên thông tin số điện thoại địa chỉ nha. Có áo ba lỗ cho bé gái không thương? Dạ không chị Bảo Trâm ơi. Rồi lên thông tin số điện thoại địa chỉ cho em nha. Dễ thương lắm. Trời ơi con dễ sợ luôn. Đủ đủ bản màu luôn. Rồi em qua mẫu nha. Máy chạy chốt combo 100 ngàn bao quần đi. Không chốt nữa em qua mẫu. Con dễ sợ cưng. 100 ngàn bao quần cưng. 100 ngàn bao quần. 100 ngàn bao quần vậy đó. Mấy chị muốn chốt mấy quần chốt. Đủ loại quần đủ loại mèo luôn. Dễ thương. Quá dễ thương. Ai chốt nữa không? Em qua mẫu hử. Trăm ngàn bao quần. Dạ ok chị Bảo Trâm. Võ Liễu lên thông tin số điện thoại địa chỉ nha em yêu. Nha Võ Liễu. Chị có số em mà. Ờ Phương có thông tin của chị rồi. Của em rồi nha. Phương thì chị có thông tin rồi. Rồi tiếp tục. Trăm ngàn bao quần. Em còn mấy bộ của bé trai. Chưa la ra lĩ size của bé trai nè. Còn mấy bộ lĩ size của bé trai. Xong rồi qua đồ bé gái. Đồ sộn đủ thứ. Em lên nhà lấy đồ rồi vậy hả? Không có chứa nổi chị. Em không có nhớ nào. Có quần bé trai không chị? Không em. Rồi bộ bé trai nè chị ơi. Em còn bây giờ chốt combo cũng khó. Em 35 ngàn bộ. Chắc cô Tâm coi dạng 4 chiều nha. Đẹp. Cô Tâm coi dạng 4 chiều. Đẹp lắm lắm á. Rồi 35 ngàn một bộ. Bộ này là số 4. Bộ này số 4 17-18 ký có lại nha. Bộ này tầm không. Đối với bé trai tầm 15 ký có lại thôi nha. Đối với bé trai 15 ký đối lại 35 ngàn một bộ này mấy chị ơi. Lĩ sai còn có 2. Còn có mấy bộ này 35 ngàn một bộ. Dễ thương chưa. Đó. Bộ này là 15-16 ký đối lại nha. Rồi ai chốt bộ này chốt cho em mã bộ cam 15-16 ký đối lại 35 ngàn. Bộ cam 15-16 ký đổi lại 35 ngàn. Chốt em bộ cam. Cô la đồ người lớn không cô có nha con. Từ từ rồi cô la qua. Qua hết cái này rồi qua tới cái khác. Bộ cam. Bộ cam số 4 35 ngàn. Cắt thun co dạng 4 chiều nha. Nè. Đã lắm. Thun đẹp lắm mấy chị yêu ơi. Rồi 35 ngàn. Bộ này bộ số 6 nè. Cưng chưa. Bộ số 6 nè mấy chị ơi. 18 cầm 20kg đối lại. 20kg đối lại. Bộ cam này 20kg đối lại số 6 nha. 35 ngàn mấy chị cưng chưa. Cưng quá chưa nè. Bộ số 6 35 ngàn nha. Bộ số 6 35 ngàn. Chốt cho em mã số 6 35. Số 6 35. Giờ đã bắt đầu còn lỉ ra nha mấy chị. Số 6 35. Số 6 35 ngàn. Chắc thun cô tông co dạng 4 chiều số 7 nè. Trời ơi nhìn cái chắc thun cô tông nó đã quá. Chắc thun cô tông co dạng 4 chiều thấm hút mồ hôi tốt nha mấy chị. Để cho bé mình hoạt động. Hoạt động thoải mái nha. Hoạt động vui chơi thoải mái cả ngày luôn. Đó co dạng cực kỳ sướng luôn nè. Có những em ơi em chốt đi cái tiệm bánh thì Trang ơi. Rồi cái này là số 7 20kg đổ lại nè. Số 7 20-21kg đổ lại nè. Số 6 số 7 nè. Đó. Bộ số 8 là bộ đầu tiên, 18kg là bộ đầu tiên đó em. Bộ đây này số 6 đó em. Rồi chốt em mã số 7 nha. Số 7. Có đồ bé trai này em 20kg nè, số 7 nè. Số 7 20kg nè. Rồi số 6 35 chốt em tiệm bánh thì Trang. Số 6 35 chốt cái tiệm bánh thì Trang. Số 6 35 chốt em tiệm bánh thì Trang, chốt số 7 đó em Bảo Nghi. Số 6 30 cho em 35 cho tiệm bánh thì Trang. Rồi số 7 35. Bộ số cam số 4 nè. Số 4 35 nè. Số 4 35. Chắc thun cô tông co dạng 4 chiều giùm em nha. Đơn em còn bộ dài tay không thương mèo đen á. Còn chị em còn nha. Còn bộ dài tay mèo đen nha. Số 5 cưng chưa mấy chị yêu. 35 ngàn một bộ. Ôi trời ơi. Đẹp quá ha. Bộ này số 5 nè. 17-18kg đó lại nè. Cưng chưa. Rồi bộ xanh số 5 35 ngàn.
Chốt cho em bộ xanh số 5 nha, 35.000. Chốt cho em bộ xanh số 5. Bộ xanh số 5 35.000. Trưa mai chị mới like nha em. Trưa mai chị mới like dép. Bộ xanh số 5. Rồi bộ số 6 nè. Bộ xanh số 6 35.000. Chơi hàng thun cô tông co giãn 4 chiều nha mấy chị ơi. Thun cô tông co giãn 4 chiều mấy chị thấy cực kỳ thoải mái chưa? Bé nhà mình mặc cực kỳ thoải mái luôn. Đó, thun cô tông co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi tốt cho bé hoạt động cả ngày cực kỳ thoải mái nè. Đẹp ơi là đẹp luôn chưa? Rồi chốt cho em bộ xanh 35. Đáng em bán combo á, nhưng mà vừa nó bắt đầu nó rẻ rồi. Đẹp số ký dễ mua hơn hả? Rồi số 4 15kg đó lại cho em nha. Số 4 15kg đó lại. Bộ xanh số 7 có thì để em. Rồi số 4 nè, chốt cho em mã số 4 15kg đó lại nha mấy chị yêu. Số 4 15kg đó lại 35.000 nha. Số 7 2 bộ đi chị. Rồi ok Hà Nguyễn. Hà Nguyễn chốt cho em bộ số 7 nè. Số 7 2 bộ rồi. Số 7 2 bộ cho em Hà Nguyễn nè. Để coi thử có số 7 nữa không. Số 4. Rồi số 7 2 bộ cho em Hà Nguyễn nè. 35.000 một bộ hàng cô tông co giãn 4 chiều nha. Rồi xanh số 6 cho em tiệm bánh thì Trang nè. Hà Nguyễn 2 bộ số 7 nè. Tiệm bánh thì Trang nè, số 6 nè. Hàng không đẹp em thương có lấy tiền mới chạy luôn á. Số 6 cho em tiệm bánh thì Trang. Số 6 cho em tiệm bánh thì Trang. Bộ số 6 hết cho em tiếp Ánh Trần. Số 4 cho bạn Thúy Kiều. Số 4 cho bạn Thúy Kiều. Số 4 đồ này bộ bé trai nha chị. Bộ bé trai. Số 4 cho bạn Thúy Kiều. Rồi số 4 hết rồi. Rồi xanh 13kg é sao vậy con? Xanh 13kg. Số 4 và số 6 hết. 22kg mặc bộ này rộng nha chị. Rồi em còn bộ số 5. Bộ số 5 là 15kg đó lại nha mấy chị. Bộ số 5 là 15kg đó lại nè. Đó, ai chốt bộ số 5 thì chốt nha. Bộ số 5 15kg đó lại. Chốt em bộ số 5. Bộ số 5 15kg đó lại. Bộ số 5 15kg đó lại. Chốt cho em bộ số 5. Bộ xanh số 5. Em còn bộ xanh số 5 với lại bộ đây, bộ cam số 4. Bộ cam số 4. Số 5 số 4 cũng tầm 15-16kg đó lại đó mấy chị. Đẹp chưa? Dễ thương chưa? Rồi đây bộ bé trai nha em. Bộ bé trai cho chị một bộ 24kg. Rồi chút nữa nha chị. Bộ này em hết size 24kg rồi. Bộ này 35.000 một bộ nha. Bộ này 35.000 một bộ. Rồi em còn bộ xanh và bộ cam. Rồi bộ dài tay em mẹ xanh nha. Chị Tuấn Duy ơi, chị chốt rồi cho nó hết size rồi. Rồi bộ này bộ lửa 45.000 nè. À, bộ này size đại. Bộ này size đại 50.000 nha mấy chị. Bộ này size đại 50.000 một bộ. Hàng này nếu mà mấy chị mua đâu ít nhất là 80.000 cho em nha. Hàng thun cô tông rất là đẹp luôn. Thun cô tông rất là đẹp luôn. Rồi bộ này là size đại 50.000 nha. Bộ size đại 50.000 số 13 nè. Đó, số này là tầm 27-28kg đó lại mang được nha. 27-28kg 50.000. Chốt cho em bộ này là bộ 13, số 13. Xanh 20kg không có em ơi. Rồi bộ này là 27-28kg nha. Tầm 25-26kg á. 27-28kg á, không được đâu. Số 13 25-26kg 50.000. Bộ này 50.000 nha mấy chị, bộ size đại nha. Rồi số 14 nè. 30kg luôn nè. Số 14 nè, đẹp chưa? Số 14 30kg luôn nè mấy chị ơi. Số 14 30kg nè. Chốt cho em mã số 14 30kg. Bộ này mà 50.000 mấy chị. Mua ở đâu mà ra giá bộ cốt tông 100% co giãn 4 chiều mà giá 50.000 một bộ size đại vậy không? Đó. Rồi chốt cho em bộ này là bộ số 14. Số 14 50. Số 14 50 form 30kg đổi lại. Số 14 50. Số 14 50. Rồi bộ này. Bộ này nếu mà ai đi combo á, có bộ nào 40kg không? Dạ không nha chị. Rồi bộ này nha. Bộ này nếu mà ai đi combo 3 bộ size nhỏ là 101 mà 3 bộ size lớn là 150. Đó cho. Nè em đi cần nào. Bộ này là số 12, số 12 nè, số 12. Tất cả bộ này số 12. Số 14 50 cho chị Thúy Kiều. Hàng này có tông 100% nè, về mặt sướng lắm.
co giãn cực kỳ luôn. Rồi bộ bé gái, bộ bé gái, bộ bé gái, bé trai đều mặc được nha mấy chị. Cái hình này bé gái, bé trai đều mặc được nè. Hình này bé gái, bé trai đều mặc được, quần của nó nè. Dễ thương chưa? Đó. Bộ này một bộ là 50.000 dành cho size đại nha. 50.000 một bộ cho size đại giúp em nha. Ai mua 3 bộ thì 140, mua 1 bộ thì 50.000 nha. Đó. 35kg có người chốt rồi, số 14 có người chốt rồi ạ. À. Còn bộ bé trai nha em, còn này số 13 nha mấy chị, số 13. Số 13 50, số 13 50. 50.000 một bộ, bộ bé gái hay bé trai đều mang được cho em nha. Nhìn cái hình của nó này, chiều giờ người ta chốt combo kẹp nhiều lắm, trai hay gái đều mang được giúp em thương nha. Dễ thương chưa? Cưng dễ sợ chưa? Rồi số này là số 12. Số 12, form này số 12 là tầm số 12 của xe đại nha. Form này là tầm 25kg đổ lại là mang được nha. 25kg đổ lại là mang được. Có ba có size 30kg nha chị. Chút nữa em bóc qua size 30kg với chị nha. Có đồ bé gái đây, Thương đang lên đồ bé gái bé trai đều mang được cân lém nè. Đó. Bộ này 50.000 một bộ, ai mua 3 bộ là 140 mà mua một bộ lẻ là 50.000 nha. Đẹp chưa? Cân dễ sợ chưa? Rào chốt cho em bộ số 14 nè, số 14 cam nè. Đây là em chia theo size rồi. Số 14 cam nè. Đó. Số 14 cam. Số 14 à. Số 14 này là form 30kg nè mấy chị. Số 14 form 30kg. Form này mới form 25kg nè. Số 12 nè. Số 12 form 25kg đối lại nha. 25-26kg đối lại. Nói chung là hình con vật này trai gái đều mang được giúp em thương nha. Trai gái đều mang được. Rồi chốt em mã số 12. Số 12 hồng. Dễ thương chưa? Hàng cốt tông coi giảm 100% nha mấy chị ơi. 50.000 một bộ nha. Size đại là 50.000 một bộ. Mua 3 bộ còn 140.000 nha. Đẹp chưa? Đó. Rồi chốt em mã số 12 hồng. Số 12 hồng. Rồi số 12 xanh. Số 12 xanh. 25-26kg đó lại nha. 12 xanh. Chốt cho em mã 12 xanh. 12 xanh. 12 xanh. Hồi trưa giờ chị không nhớ nữa Lam Phạm ơi. Hồi trưa giờ chị không nhớ, bởi vì mai bên chị nó gọi chốt đơn, nó sẽ bắt thông báo đơn hàng cho em nha. Rồi bộ 12 xanh. Chốt cho em mã bộ 12 xanh. Số 12 xanh. Số 12 xanh. Ai mua combo? Ok chị Sơn Hồng, nhưng mà 30kg phải không? 30kg em còn có một bộ à. Em còn có một bộ 30kg hả chị? Còn nếu mà bé 30kg bao nhiêu tuổi chị? số 12 là được không? Số 12 này là bố mặc bé mặc ôm. Rồi số 12 hồng đậm, quần cưng quá. Số 12 hồng đậm nha. Số 12 hồng đậm, trai gái đều mang được giúp em nha. Đó, số 12 hồng đậm, cưng lắm. Số 12 hồng đậm, form 25-26kg nó lại mang được. Rồi 12 xanh lá cây. Bộ 12 xanh lá cây. Bộ 12 xanh lá cây, số 12 xanh lá cây. Đẹp chưa nè mấy chị ơi. Đó. Không có kiểu cọ nha em Thảo Sương ơi. Hàng này đồ bộ này mặc ở nhà bé thôi chứ không kiểu cọ gì hết trơn đó nha em. Rồi bộ 12 xanh lá cây. Chốt cho em bộ 12 xanh lá cây. 30kg 3 bộ. 12 hồng đậm cho bạn Thảo Quy. Ba size 30kg tôi hết mất tiêu rồi. Size 30kg tôi hết mất tiêu rồi. 27kg cho Nguyễn Trăng được nè. 12kg hồng đậm nè. Đó, ai chốt combo 3 bộ là 140 nha mấy chị. Đẹp ghê. Còn 1 bộ là 50.000. À, 3 bộ 27kg cho em Bảo Trăng nè. Đó, đẹp chưa? 3 bộ này nè, combo 3 bộ này nè, đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Combo 3 bộ. Đó, 140.000 combo 3 bộ nè. Quá đẹp. Quá đẹp mà quá rỉ mấy chị ơi. Quá đẹp và quá rỉ. Combo 3 bộ cho Nguyễn Trăng. Alo. Dạ có chuyện gì không chị? Dạ em đang like. Dạ. Chứ sao chị đang lên nào mà cũng bị lừa. Có gì chị like xem rồi gọi nói chuyện được không? Do chị đang like mất em. À, 3 bộ. Bộ hồng 13kg và 30kg em mua mặt kẹp.
13 ký và 30 ký hả? 30 ký hết lắm em ơi, 13 ký thì còn. Để chị coi thử số 14 còn không. Số 12 mất rồi. 50.000 một quần nha mấy chị yêu. 50.000 một, 50.000 một bộ. Nếu mà mua 3 bộ, combo 3 bộ là 140. Bộ em đang like là combo bộ số 10, số 12 nè. Combo bộ số 12 là form tầm 27 ký đó lại nha. Nè, co giãn 4 chiều cốt tông, co giãn 4 chiều mặc cực kỳ thoải mái cho bé mình, cực kỳ thoải mái luôn. Sướng lắm mấy chị yêu. Rồi, bộ 12 em, bộ số 12 em còn 2 bộ, 3 bộ nè. Đó, ai chốt cái combo này nữa là hết, chốt hết luôn nha. Cốt tông co giãn 4 chiều. Rồi, hàng cốt tông co giãn 4 chiều cho em nha. Bộ tím nè, chốt cho em bộ tím nè. Đó, cốt tông co giãn 4 chiều. 50.000 một bộ, ai mua 3 bộ là 140.000. Đây là combo của bộ số 12, số 12 27 kg đối lại. Chờ chị xíu nha em. Chờ chị xíu, bộ bé trai nãy chị cũng có lên rồi đó. Chờ xíu mấy chị ơi. Rồi đây, bộ này là trai gái đều mang được mà mấy chị. Bộ này trai gái đều mang được, toàn người ta mua mặc kẹp không mà. Cái này trai gái đều mang được mà. Người ta mua mặc kẹp trong gia đình, hai chị im, hai anh im rồi đó. Rồi bộ này là số 11. Số 11 tầm 20 kg đối lại giúp em Thương nha. Số 11 tầm 20 kg đối lại. Ờ, lấy 3 mẫu. Ủa đây là combo thì nó đi một mẫu và nhiều hình chứ bà. Combo nó đi một mẫu và nhiều hình chứ. Rồi 50.000 một bộ, 3 bộ là 140.000 nha mấy chị. Rồi đây là combo số 11 nha. Combo số 11 mấy chị muốn mua lẻ thì mua, mà muốn mua combo 3 bộ thì mua có một bộ 50 mà 3 bộ hãng 140. Đó. Đây là combo, cái bộ này là bộ số số 11, 20 kg đối lại. Lấy im thêm bộ 27 kg. Ok Sơn Hòn này. Bộ 27 kg cho Sơn Hòn này. 27 kg chốt cho Sơn Hòn này. Một bộ 27 kg chốt cho Sơn Hòn. Uống riêng ma nha em. Rồi bộ này là 50.000 một bộ, size đại nha mấy chị. Bộ này là 50.000 một bộ, cái này là size đại. Combo 3 bộ là 140. Quên tự nhiên bao nhiêu một bộ chị. Nay em được bộ 30 ký phải không? Một bộ em có lấy không thì chị bỏ, chứ hồi nãy chị chưa bỏ. Hồi nãy chưa bỏ. Hồng nhạt 12 cho chị Thỏ Vi. Phía sau là 27 kg mặc vô tư luôn nha em. Quả cái máy in nó bị riêng hay sao không? Đi. Bộ 27 kg cho chị Sơn Hòn nè. 27 kg cho Sơn Hòn. Hồng nhạt số 12 cho chị Thỏ Vi nè. Hồng nhạt số 12 cho chị Thỏ Vi nè. Dễ thương quá. Hồng nhạt số 12 cho chị Thỏ Vi nè. Hồng nhạt số 12 cho chị Thỏ Vi nè. Rồi ai chốt nữa không? Riêng ở phía sau là kaki nha. Ở phía sau là kaki. Rồi ok chị Sơn Hòn. Ok chị Sơn Hòn nha. Một bộ 30 kg với chị Sơn Hòn. Mấy anh nó bị điên hay sao đó. Hồng nhạc cho Thỏ Vi. Sơn Hòn. Chốt gì cho bé mặc mấy chị yêu ơi. Hàng này nói mấy chị dạ ok chị Sơn Hòn nha. Em nói thiệt với chị, hàng này mặc sướng lắm. Cho bé nó mặc thoải mái, cực kỳ đã luôn. Bộ xanh đã chưa? Form 20 kg đó lại nè. Bộ xanh cho em nha, cưng quá à. Bộ xanh, chốt cho em bộ xanh nha. Bộ xanh. Mua mấy cái hàng cô tông này về mặc cho bé nó thoải mái mấy chị ơi. Nó vận động cả ngày, khỏi phải nóng đập nó, tội nó nè.
Rồi bộ bé trai. Bộ bé trai đùi đây là số 9, số 9 cũng thuộc. À bộ bé trai đùi là 45.000 một bộ nha mấy chị. Hàng thun cốt tông co giãn 100%. Đừng lấy cam nha. Đừng có lấy cam mà để có lấy cam không ta? Rồi 45.000 bộ bé trai, bộ này là bộ số đây sao nhỡ không ta? Bộ vàng nha, bộ vàng số 6. Không, bộ đây. Số 6, 15 16 kg, 17 18 kg đó lại nha. Chốt em bộ vàng. Bộ vàng số 6. Bộ vàng số 6 45.000 nha mấy chị. Bộ vàng số 6 45.000. Lấy cho em bé 23 kg, làm lấy bé trai hay bé lá gái vậy Bảo Nghi? Bé trai hay bé gái? Bộ bé gái 25 kg có nha chị Hiền Lương ơi. Bộ bé gái 25 kg nè chị. Combo bé gái 25 kg em còn nè. Combo bé gái 25 kg em còn nè chị. Combo bé gái 25 kg em còn nè. Đó 50.000 một bộ nha. 50.000 một bộ, nếu chị lấy 3 bộ thì giá chỉ còn 150 nha. Combo bé gái nè. Dễ thương chưa? Quá dễ thương luôn. Ý trang mẫu em đang đó mấy chị. Còn đúng một combo luôn á chị Hiền Lương ơi. Chị lấy combo đây đây 140.000 3 bộ. À, bao nhiêu bộ gái vậy? Bộ bé gái size đại là 50.000 một bộ nha. Ai mua 3 bộ còn 140. Rồi bộ vàng này là 45.000 một bộ nha. Hàng thun cốt tông co giãn 4 chiều nha. Hàng thun cốt tông co giãn 4 chiều, mặc cho bé cực kỳ thoải mái, cực kỳ đã luôn nha mấy chị. Rồi bộ dài tay em còn mỗi một mẫu đây. Bảo Nghi, bé gái 23 kg ok em Bảo Nghi nè. Bộ bé gái 23 kg chốt cho em Bảo Nghi nè. Bộ bé gái 23 kg chốt cho em Bảo Nghi. Rồi bộ bé trai, sợ quần nhỏ không? Không chị Hiền Lương ơi, trời ơi quần nhà mà nhỏ chị ơi. Quần nhà mà nhỏ, nhỏ sao được mà nhỏ chị yêu. Quần này nó tậu nó cưng muốn chết luôn, em mặc còn được nữa chứ đừng có nói nhỏ. Hàng thun cốt tông co giãn 4 chiều mấy chị yêu ơi. Bé mặc cực kỳ thoải mái. Cho bộ số 12 nữa cho đủ 3 bộ. Dạ ok chị Thỏ Vy ạ. À, cho chị một bộ số 12 màu tím cưng lắm này chị Thỏ Vy. Đủ 3 bộ nè. Đó. 3 bộ chốt chị Thỏ Vy nè. Rồi bộ cho bé trai nè, cưng chưa? 45.000 một bộ cho bé trai. Đây là số 7 nha. Số 7 form này tầm 15 16 kg đó lại mang được nha. Có quần đùi thun cho nam không? Không thương. Quần đùi thun cho nam, nam lớn hay là ấy là bé nam chị? Em vẫn có đùi thun cho nam của mình nha, cho chồng mình nha. Còn có 3 bộ đó hiếm. Dạ đúng rồi chị ạ. À, đó, đẹp chưa? Trời ơi, bộ dài như thế này giá 45.000 mấy chị. Hàng thun cốt tông nha. Hàng thun cốt tông chứ không phải hàng thun 100.000 3 bộ đâu nha mấy chị yêu. Đẹp lắm. Hàng thun cốt tông chứ không phải hàng thun 100.000 3 bộ ngoài chợ đâu nha. Hàng thun cô tông co dạng 4 chiều. Rồi bộ này 45.000 số 7, 17, 18 kg đó lại nha. Chốt cho em mã số 7, 45. Số 7, 45. Bộ số 7, 45. Dạ ok chị, đẹp lắm chị Hiền Lương ơi. Mẫu như em đang mấy bé nó mang nó cưng lắm. Đó, 3 bộ hả? Em lấy 3 bộ hả? Rồi ok. Em lấy 3 bộ bé gái 23 kg đúng không? Rồi ok em. Đây là chị Hiền Lương. 3 bộ cưng chưa? Ba bộ ba mèo cực kỳ cưng luôn. Quá cưng luôn. Thiệt sự. Dạ có bộ cho 20kg nha chị yêu. À, bây giờ chị còn đây 20kg hồi nãy là số mấy? 20kg. Không. Hết rồi nha em yêu. Hết rồi nha em Lê Linh Nhung. Đó chị ơi combo 3 bộ nè. Dễ thương lắm. Hàng thun cốt tông nha. Combo 3 bộ 140. Mua lẻ một bộ là 50.000. 23 kg có size nha chị ơi, 23 kg em có size nè, em có size mà. Đây, em còn size nữa đây mà mấy chị, em còn size mà. Rồi cho chị Sơn Hòn nè. Bộ này chốt cho chị Sơn Hòn nè. Em có size nha mấy chị, em lên từng combo cho mấy chị yêu dễ chốt nha. Chờ em xíu, em lên từng combo cho mấy chị. Bộ bên trai còn một bộ nữa nè. Chờ xíu em lên từng bộ. Chị Sơn Hòn. Rồi ai chốt thì chốt combo đó nha. Rồi bộ. Trời ơi còn bộ này nữa nè. Bộ số 13.
Bộ số 13 là 27-28kg đó lại nè mấy chị yêu. 27-28kg đó lại nè, cưng chưa? Số 13 27-28kg đó lại nè. Chị ấy, chị Sơn Hòn ơi, 30kg của chị cao bao nhiêu vậy chị? Bao nhiêu tuổi vậy chị? Rồi ok em Bảo Nghi nha, 23kg em 3 bộ đúng không? Rồi ok em nè, 3 bộ chốt cho em Bảo Nghi 23kg nè. Em có size mà em chia ra từng combo hết hầu nè, em lên từng size nè mấy chị yêu chốt. Có size, có size nhỏ nữa nè. Size nhỏ là 110.000 một bộ, từ số 8 đổ lại là 110.000 nha mấy chị. Còn số lớn trở lên là 140.000 combo 3 bộ nha. Hàng thun cốt tông coi dạng 4 chiều mấy chị yêu yên tâm nha. 3 bộ cho em Bảo Nghi nè. 3 bộ cho em Bảo Nghi 23kg nè. Bảo Nghi. Còn mấy bộ đây nữa nè chị Hiền Lương, chị sợ nhỏ thì lấy qua combo số 13. Sợ nhỏ thì lấy combo số 13 chị. Combo số 13. Em Bảo Nghi nè. Toàn là đẹp quá mấy chị ơi, thiệt sự luôn. Hàng cốt tông coi dạng 4 chiều nha, không phải là ấy đâu nha. Cũng thiệt với chị luôn. Hàng này mua về cho bé mà. Em đi tiễn hàng là em tiễn cũng như chúng ấy, em tiễn cho con em vậy mấy chị ơi. Mình mặc thoải mái thì con mình mặc cũng thoải mái. Ham chi đồ rẻ mua nhiều mà về bé nó mặc không thoải mái, tội nghiệp nó. Đồ bé trai hết, 25kg. Có số 23kg nha chị. Quần cho bé à, quần cho bé, bé trai em chưa có nha chị. Rồi ok chị Hiền Lương combo 3 bộ cho chị Hiền Lương nè. Combo 3 bộ cho chị Hiền Lương nè. Đẹp ghê không mấy chị. Nói chị quá đẹp luôn. Combo 3 bộ cho chị Hiền Lương nè. Cưng quá từ cưng luôn á. Combo 3 bộ ra cho chị Hiền Lương. Số 13 em lấy 1 bộ hả Ngân Quyên? Ngân Quyên em lấy số 13 1 bộ hả? Rồi ok, xin đổi vào cam cho nha. Số 13 em lấy 1 bộ hả Ngân Quyên? Rồi em lấy tím cho chị rồi á chị Hiền Lương ơi. Em lấy tím cho chị rồi á. Đẹp chưa? Đẹp lắm chị yêu. Rồi chốt cái này cho em Ngân Quyên nè. Em Ngân Quyên. Ngân Quyên lấy 1 bộ hả em hay là lấy combo? Chị thương em được mấy bộ rồi? Em được 2 bộ nha Sơn Hòn. Sơn Hòn lấy 1 bộ 13 nữa cho đủ nè. Cho đủ combo nè. 3 bộ cho Sơn Hòn rồi nè. Để Sơn Hòn có bộ màu xanh chưa ta? Sơn Hòn nè, đủ 3 bộ cho Sơn Hòn nè. Sơn Hòn được 3 bộ nè. Em chốt chị rồi chị Hiền Lương, chốt cho chị rồi nha. Hiền Lương em chốt cho chị rồi. Xé tuổi, có quần dài cho bé gái không? Hiện tại thì không có quần dài, em chốt cho chị Hiền Lương rồi á. Lấy đại nha Bảo Ngây ơi. Lấy đại nha em, Ngân Quyên 1 bộ ok chị gửi cho em rồi. Đồ em chưa gửi đơn, hiện tại vẫn còn ở nha Nam Thư. Chị không lấy xanh hả? Có 22kg luôn nha chị Ái Quy Lê Thị ơi. Có 22kg luôn nha chị. Có 22kg luôn nha. Có 22kg luôn. Có 22kg luôn. Giờ qua combo ra rồi em lên mẫu khác nữa nha. Dạ bé gái 35kg hết size nha chị Ái Vy Lê Thị ơi. Rồi qua combo tiếp theo. Combo tiếp theo là số 4. Số 4 là 110.000 nha mấy chị. 110.000 3 bộ cưng chưa nè. Đó combo này là combo số 4. Combo số 4 là form tầm 15-16kg đó lại cho bé gái nha. 110.000. Hàng thun cốt tông coi dạng 4 chiều, thấm hút mồ hôi tốt cho bé hoạt động cả ngày cực kỳ thoải mái nha. Đó. Rồi combo số 4. Combo số 4 là 110.000 3 bộ nha mấy chị yêu ơi, cưng quá. Số 4 là 110.000 3 bộ cưng chưa? 16-17kg đó lại. 16kg đó lại thôi nha. Rồi ai chốt bộ combo số 4, chốt em combo số 4 nha mấy chị. Combo số 4. Combo số 4, số 4. Rồi số 4 em còn 1 combo. Combo số 4 em còn 1 combo. 1 combo rử. Còn 6 bộ số 4. Nhanh đi chị ơi, lên đồ nam.
Đồ Nam chị còn mấy mẫu để chị lên đó, còn một ít nữa hè chờ chị xíu đi Nam Thư ơi, chị qua cái tuần mẫu. Đi mằng gì mà mằng dữ vậy. Rồi ai chốt combo số 4, combo 3 bộ 110.000. Rồi 3 bộ 110.000. Còn 2 bộ đây là 75.000 nha. Có 22 kg nha em Ngân Nguyên. Đó, còn hai bộ, rất là số 4 một combo 110.000 nó lòi ra với một combo 75.000 nha. Rồi. Ai chốt thì chốt. Một combo 110.000 số 4 này với một combo hai bộ số 4 này. Hai bộ số 4 đây nè. Sao không chốt cái đây nè nè Trang ơi. Bé trai mặc cái cưng muốn chết luôn mà sao vậy? Bộ này trai gái đều mặc được mà sao em không chốt mấy cái này mặc? Trai gái đều mặc được nè. Này chiều giờ khách mua kẹt quá trời luôn. Chị Ái Vy ơi, em không chọn màu nha. Nhiều khi mấy chị chọn màu nó không có trúng sai. Đó, ý là vậy đó. Nhiều khi chọn màu nó không trúng sai. 22kg cho chị bé gái hả? Xanh đậm, xanh chuột và màu tím. Để em coi nếu còn thì em sẽ chốt cho chị. Còn thâu thì thâu nha. Tại do em sợ nó không đủ, nó không đúng màu ấy như chị á. Xanh đậm, xanh chuột và màu tím. 22kg đây, còn 14kg nha chị. Đây nè, combo đây nè chị, 14kg nè, 16kg đó lại là 14kg chốt được á chị Hiền Lương. Đó, mai có đám cưới hả? Chị Á Quy Lê Thị, mèo xanh đậm, mèo xanh chuối và mèo tím. Xanh đậm, xanh chuối và mèo tím đây hả? Xanh đậm, xanh chuối không có... Đây. Đây được không? Combo 3 bộ này cho chị được không? Nếu được thì em bóc. Đó, chị Á Quy Lê Thị nè. Bộ này giống gái quá mèo mì má. Chị Á Quy Lê Thị nè nha. Em chốt với chị Á Vy Lê Thị 22kg nè, combo 22kg nè, tạo chưa? Combo 22kg. Combo 22kg, chốt cái chị Á Vy Lê Thị. Á Vy Lê Thị. Combo 22kg, chốt cho Á Vy Lê Thị. Lấy em một bộ 22kg bé gái nữa nha, ok Ngân Nguyên. Một bộ 22kg cho em Ngân Nguyên. Một bộ 22kg cho em Ngân Nguyên. Một bộ cho em Ngân Nguyên. Chiều giờ người ta chốt mặt kẹp quá trời luôn á. Số 14, à số 14 hả chị? Số 14 còn mẫu nào nữa không em? Số 14 em hết rất rồi. Có 25kg cho chị Mơ Lê. Có số 3 không cô? Không có số 3 con. Cô không có số 3. Phải đổi màu vàng. Em chốt có chạy đúng rồi á. Chị Thương ơi, mai nếu còn sót bộ 30 kg ra. Ok Sơn Hòn nha. Kiều Diễm có 25kg cho em. Chị còn 25kg nè. Chị còn 25kg nè. Đó rồi chốt đi. Rồi bộ bé gái em còn mấy combo đó. Ai chốt bé gái nữa thì chốt. Rồi em còn mấy bộ lỡ bé gái em lên luôn nữa, qua đồ bé trai luôn. Bộ lỡ cưng chưa? Bộ ngố lỡ mấy chị ơi. Bộ ngố lỡ cưng quá. Bộ ngố lỡ. 3 bộ 16kg ok chị ý như ý hình như nè. 3 bộ 16kg chốt cho ý hình như nè. Cậu nghe. 3 bộ 16kg chốt cho ý hình nhân. 16kg là 110.000 thôi nha mấy chị. 16kg là 110.000. Rồi em còn combo 2 bộ 75.000. 2 bộ 75.000 cho bé 16kg nha. Tạo chưa? Bé 16kg combo 2 bộ cho bé 16kg nè. Combo 2 bộ cho bé 16kg. Ai chốt còn combo 2 bộ 75.000 cho bé 16kg. Rồi bộ ngố. Bộ ngố 35.000 bộ luôn đi. Còn mấy số nhỏ lấy 35.000 luôn. Mấy số ngõ lấy 35.000. Bộ ngố tậu chưa? Cưng quá à. Số 5 này mấy chị ơi. Tầm 16-17kg đó lại. Bộ ngố. Bộ ngố là quần ôm ngố này. Tậu quá à. 35.000 luôn đi. Còn mấy bộ ông quốc 35.000. Rồi còn nói chung là còn 2 combo đi. Không. Combo nó không đúng. Đây số 6. Số 5, số 4. Cũng đúng combo. À... Hồi nãy chị chốt 3 bộ số 13 đừng có nhầm 13kg. Rau em biết rau chị Hiền Lương. Em biết mà. Cho em vài bộ 25kg nha chị. Ok Mơ Lê. Lấy combo 3 bộ đi em cho nó rẻ hơn. Combo 3 bộ là được 140 nè. 25kg cho em Mơ Lê nè. 25kg cho em Mơ Lê nè. Còn đúng một combo luôn nè Mơ Lê. Lấy luôn một combo nha em.
còn đúng một combo luôn nè, chamele luôn nè, đó combo ba bộ 140 này, chứ một bộ này nó sẽ bị mắc hơn nè. Chamele này, combo ba bộ chamele này, cho con ba bộ 17kg đi cô. Là bé trai hay bé gái vậy Dung Lê? Con bé trai mà phải không? Có 10kg nha chị Ivy ơi, có 10kg. Bộ 10kg mà 10kg size 10kg em hết bắt đầu. Size 10kg em hết. Bộ lỡ 35.000 còn mấy số nhỏ em lấy 35.000 luôn nha. Đó, form này là form này là 16 17kg nó lại nè, 17. 16 17kg nó lại. Rồi chốt em mã số 5, số 5 35 với số 6 35. Gái rồi ok con nha. 17kg, 3 bộ 17kg cho con Dung Lê. Combo 3 bộ 17kg. 17kg có giá 110.000 thôi nha. 3 bộ 17kg nè. 17kg. Tặng chưa? Tham gia số 3. Số 3. Cưng quá cưng. 17kg cho Dung Lê. 3 bộ 26kg hết mất rồi chị Bích Long Nguyễn ơi. 3 bộ 26kg hết mất rồi chị yêu. Bích Long Nguyễn hết mất rồi chị ơi. Tạo chưa? 35.000 mấy chị ơi, cưng chưa? Bộ ngố cho bé á. Cưng quá, hàng có tông coi dạng 4 chiều nha. Hàng có tông coi dạng 4 chiều. Ta lấy hai mèo xanh vậy. Mèo xanh khác nhau mà chị. Mèo xanh khác nhau mà chị Ivy. Mèo xanh khác nhau mà chị không thích em đổi cho. Rồi không thích em đổi cho. Mèo xanh đây khác mà, hai mèo xanh đây đẹp thiệt đẹp mà. Hai mèo xanh khác nhau mà chị không thích em đổi cho. Em đổi qua bộ hồng nha. Bộ hồng còn bộ hồng hơn quá còn bộ số 8 luôn nè. Chị không thích em đổi qua bộ hồng. Rồi Ivy Lê Thị nè, không thích bộ xanh thì em lấy bộ hồng. Rồi có ngố 14kg để cho em rồi ok, có ngố 14kg luôn đây, ngố 14kg ngô vàng tạo chưa, cưng quá trời cưng. Để cho em Lê Thị phải không, Lê Thị một bộ nè, 14kg cho em Lê Thị nè, 14kg lấy cái số này cũng được em lấy không. Đó có bé trai và có nha chị Bích Thiên Võ ơi. Đó rau em còn mấy bộ ngố em lấy 35.000 bộ cho mấy chị luôn nè. Đó 35.000 một bộ, form này 16kg nó lại nha, form này hay tầm 17-18kg nó lại. Đó số 6 nha, bộ ngố em còn nhiêu đây không, 35.000 bộ, ai lấy hết 3 bộ này hẹn 100.000 luôn. Số 4 vàng nè, cân chưa, số 4 vàng 17. Nói chung là tầm 17kg đó lại, còn một combo này 17kg đó lại, ai chốt thì chốt cái combo 17kg là 100.000 luôn nè. Còn ba bộ combo ngố 17kg đó lại nè, ai chốt thì lấy 100.000 luôn bộ ngố nha. Quần ngố tới đây đàng hoàng nha, bộ ngố cưng lắm. Rồi. Bộ ngố. Bộ hồng 16kg lấy hết luôn đi Trần Trung Nhiên, 100.000 luôn nha. Quốc cho em luôn nha, Trần Trung Nhiên. Còn 10-12kg không? Dạ hết ạ. À còn 10-12kg đó chị. Bộ 12kg em còn mèo hồng nè. Bộ 12kg em còn mỗi một bộ mèo hồng. Rồi mèo hồng em còn đủ riêng không? 12kg không? Hết rồi chị. 12kg em hết rồi nha. 12kg em hết rồi. Cái này 12kg nó hơi rộng một xíu. Chị thích thì chốt còn không thì thâu. Có một con 19kg nè chị xong vỏ ơi. À, lấy em Trần Trung Nhiên combo 3 bộ luôn nha em. Trung Nhiên, Trần Trung Nhiên combo 3 bộ 100.000 luôn này cho bé nó mặc cho tậu mà. Đây là muốn lấy riêng. Ngố 17kg hả? Rồi lấy riêng thì lấy riêng. Bộ hồng 16kg cho em Trần Trung Nhiên. 16kg cho Trần Trung Nhiên. Đây. Rồi 17kg cho em tiệm bánh thì trang. 17kg cho em tiệm bánh thì trang. Chia ra ngưỡng bộ cho vui cũng được. À, ngố vàng 17 cho em tình vỏ. Ngố vàng 17 cho em tình vỏ. Quả
quên bỏ cái bảy chuyện bánh thịt gan. Con bo 17 ký hết mất rồi chị ơi. Con bo 17 ký là bé gái hay bé trai? Cho em xem mẫu 3 bộ bé 23 ký đi chị. Đây nè, 3 bộ 23 ký nè. Còn nè, số 8. Nè. Đây. Không. Form này 23 ký không có dừa đâu nha. Rồi em còn combo 3 bộ cho bé gái tầm 20 ký đối lại nha. Combo 3 bộ cho bé gái tầm 20 ký đối lại, 17 18 ký là mang đẹp nhất. Đây. Combo 3 bộ. Đó. Em còn combo 3 bộ cho bé tầm 17 18 ký đối lại mang đẹp nhất. Đó. Đây nè chị. 19 ký đây này, đúng rồi là chị xong vỏ. Rồi ba bộ cho chị xong vỏ là hết nè. Đã hết số 13 mất rồi chị. Combo ba bộ cho chị xong vỏ nè. Còn bộ nào nhỏ nữa không? Dạ để em coi thử nha chị. Con gối chút hết mất rồi bà ơi. Rồi em còn đây. Em còn bộ hồng này là em còn mỗi bộ hồng thôi nha mấy chị. Mỗi bộ hồng form tầm 15 16 ký đó lại nha. Với lại bộ này form tầm 14 ký đó lại. Bộ hồng 14 ký đó lại nè, em còn một bộ hồng 14 ký đó lại. Combo số nhỏ là 110.000 nha, số của chị xong vỏ là 110.000 nha chị. Số của chị xong vỏ là 110.000 nha. Còn số lớn, nói chung là từ số 8 trở lên là 140, còn từ số nhỏ còn từ số 8 trở lại là 110.000 ba bộ nha mấy chị yêu. Để mai tính tiền cho mấy chị biết luôn nha. Cứ số 8 trở lên là 140, còn số 8 đổ lại là 110. Rồi em còn hai bộ, hai bộ hồng. Em lấy mấy chị 35.000 bộ luôn, còn có hai bộ rồi. Ai chốt bộ này thì chốt nha, 35.000 luôn. Chốt cho em mã số 635. Số 635 với lại một bộ số 435. Rồi còn hai bộ nó hết luôn nha. Số 635 và số 435. Số 635 và số 435 nữa là hết luôn. Là hết ba bộ này nha. Số 435 và số 635 là hết. Rau, bộ bé trai. Bộ bé trai còn mấy bộ gì đây ta? Xe đại. Số 6, số 435 rồi. Ok chị Văn Trần Thị Hồi nè. Chị Văn Trần Thị Hồi chốt hai bộ nè. Chốt mất rồi Đỗ Phúc ơi, có người chốt mất rồi bạn ơi. Văn Trần Thị Hồi. Tình yêu ai bán mà mua, làm sao để mua lấy. Mua một người cho dù tóc bạc tựa nón cao, nhiều sang tình phú quý làm sao mua được tình. Rồi bộ bé trai là em còn size đại nha mấy chị. Bộ bé trai là em còn size đại. Size đại là size đại của bộ bé trai này là 50.000 một bộ giúp em nha. Đó. Nếu mà 3 bộ cũng là 140 luôn. Size đại của bé trai cũng là 3 bộ 140 nha. Đó. Đẹp chưa? Rồi ai chốt bộ xanh, bộ này số 11 nè. Bộ này số 11, 20 ký đổ lại nha. 20 ký đổ lại. 20 ký đổ lại. 20 ký đổ lại. Có bộ bé trai nè em. 20 ký đổ lại. Rồi bộ số 13. Bộ số 13, 25 26 ký đổ lại nha. Bộ số 13 25 26 ký đổ lại. 50.000 một bộ, hàng là thun cốt tông co giãn 4 chiều. Mấy chị mua đâu phải 7, 8, 90 ngàn luôn á. Bộ xanh. Bộ đỏ nè. Bộ đỏ em còn số 4 nè. Số 14 chứ. Số 13. Bộ đỏ em còn số 13, số 14, số 1, số 12. 11, 12, 13, 14. Số 14 nè, 30 ký nha. Em chơi xa cả luôn mấy chị ơi. 30 ký em cũng quất 50.000 luôn. Nữ 30 ký hết mất rồi bà ơi. Giờ tới nam. Nam 30 ký nha, hàng cốt tông đã lắm mấy chị yêu. Hàng này nếu mà mấy chị mua đâu không phải
Thường thường em mua cho con em cũng 80.000 bộ luôn á, có khi 85.000 bộ luôn. Rồi 50.000 chốt em bộ đỏ 30kg nha, 30-32kg mặc vô tư luôn. Rồi bộ đỏ 30, có bộ bé trai 16kg nha em. Bộ bé trai 16kg chỉ còn đây nè, Miu Miu. Bộ bé trai 16kg này em yêu 35.000 nha. Bé trai 16kg 35.000. Ai chốt chốt em mã bộ xanh 35. Bộ xanh 35 nè, bộ bé trai đó 35.000 nè, 16kg nè em. Rồi bộ cam còn combo 2 bộ 70.000 nè, lấy đi. Bộ cam nè, 35 nè, đó 16kg cho bé trai đó. Còn 2 bộ duy nhất thôi, không có bộ, không có bộ thứ hai. Bộ xanh 35 chốt có chị Bích Hiên Võ. Bộ xanh 35 chốt có chị Bích Hiên Võ. Ai có con size đại không mấy chị yêu? Ai có con size đại không? Form 20kg đổ lên không? Thì em lên mẫu. Bộ xanh 35 chốt cho Bích Hiên Võ. Còn một bộ cam 35. Em còn một bộ cam 35. Còn một bộ cam 35. Bộ dài tay là 45.000 nha mấy chị. Bộ dài tay dài 45.000 nè. Đó, form 17kg đối lại nè. Dài tay 45, 17kg đối lại. Rồi chốt em bộ dài tay 45, 17kg đối lại. Dài tay 45. Có 35kg cái bộ 14 á em. Bộ số 14 á. Chiều chị được bao nhiêu bộ? Em không nhớ nữa chị Lê ơi. Hết bé trai 13kg rồi hả chị? Ừ, hết bé trai 13kg rồi em. Hết bé trai 13kg rồi nha. Rồi em còn số 5 nè. Đó, số 5, 15kg đối lại. Dài tay 45 cho Bích Hiên Võ. Em còn bộ số 5 cũng 45.000 luôn nha. Chốt em mã số 5, 45. Combo 2 bộ 16kg hết mất rồi. Về chị bạn Yến Hình ơi. Combo 2 bộ 16kg hết mất. Mè gì vậy? Mè đỏ đô. Mè trắng với mè đỏ tím. Dạ 17kg ra chị. 17kg em lấy số lớn cho chị nè. Còn lấy số 5 số nhỏ hơn nè. Đây, số 5 số nhỏ hơn tầm 15kg đối lại nè. Số 5 15kg đối lại nè. Dài tay 18kg hết mất rồi em ơi. Bộ số 5 con em mặc được không? Số 5 con em mặc được không? Hồi trưa có đơn. Có đầm bé đẹp mà. Không còn chị. Ờ để chị coi thử đầm bé còn không ta. Đầm bé còn sót cái nào không ta. Đầm bé hình như hết luôn á. Dễ thương đó. Em còn hai bộ số 5 dài tay nè mấy chị ơi, con ai nhỏ tầm 15 16kg đó lại chốt hai bộ nè. Trời 90.000 hai bộ mấy chị thấy ghiền luôn, thun cốt tông. Hàng này mấy chị mua ở đâu mà được giá này mấy chị. Đó nha. Còn bộ nào tay ngắn 17kg không bỏ bỏ vô cho chị. 17kg tay ngắn có bộ cam chị ưng không? Đây. Em bỏ chị bộ vàng nè. Bộ vàng nè. Chốt chị Bích Hiên Võ luôn nè. Đây lưng quá. Em còn hai bộ dài 15 16kg đó lại đó. Hai bộ dài 15kg 16kg lại. Còn đây là size đại nha. Bộ xanh size đại 25kg nè. Chốt em bộ xanh 25kg nè, 50.000 một bộ nha. Bộ xanh 25kg 50.000 một bộ. Hàng thu quốc công coi giảm 4.000 100%. Thấm hút mồ hôi tốt. Rồi bộ này số 11. Bộ này là số 11. Tầm 20kg đối lại nha. 20kg đối lại. Bộ xanh số 11 50.000. Rồi em còn đỏ đô. Đỏ đô là từ 20 cho tới 30kg em vẫn có nha. Bộ đỏ đô 20 tới 30kg em vẫn có. Mấy chị thích chốt đỏ đô thì chốt nha. 50.000 một bộ. Đỏ đô đẹp, đỏ đẹp chưa? Trời ơi 50.000 một bộ cho mấy anh đại nhà mình nè. Cưng quá. Đỏ đô em có size. Đỏ đô em có size. Đỏ mặn nha. À mèo mèo đỏ hơn đỏ 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 tím đó, tím gì ta. Chứ đỏ mặn đi. Đỏ mặn đẹp chưa? Đỏ mặn em cũng có size nha. Em có size tới 30kg nha. Đỏ mặn em có size từ 20 tới 30kg nè. Đỏ mặn em có size từ 30 tới 20kg 50.000 một bộ. Hàng thun cốt tông coi giảm 4 chiều. Cực kỳ thoải mái cho bé mình. Hoạt động vui chơi cả ngày cực kỳ đã luôn. Đó, 50.000 một bộ giúp em Hương nè. Em chơi xa kẹ từ size số 8 tới size bằng giá luôn. Nên ai mà trốn size bự hơn thì càng hời.
Rồi đỏ mặn, không con không có con ai xe đại nam hết hả? Đỏ mặn 50.000. Có ai có xe đại nam hết hả? Đỏ mặn, rồi trắng. Đây là mèo mèo kem. Mèo kem em cũng còn size. Em cũng còn size tới 30kg nha. Đỏ mặn 27kg chốt cho chị Văn Trần Thị Hồi. 27kg chốt cho chị Văn Trần Thị Hồi. 27kg chốt cho chị Văn Trần Thị Hồi. Rồi em còn mèo kem. Kem pha xanh đẹp nha. Kem pha xanh đẹp chưa? Kem pha xanh rất đẹp. Kem pha xanh. Kem pha xanh. Rồi kem pha xanh em cũng có size tới 30kg nha. Kem pha xanh em cũng có size tới 30kg. Cho chị đỏ đô 22kg cho ok chị Tú Nhi ạ. À. Đỏ đô 22kg cho chị Tú Nhi. 22kg chốt cho chị Tú Nhi. Đồ em để riêng sáng ra lấy rồi ok Lê Thì. Tú Nhi 22kg. Chốt cho Tú Nhi. Đỏ mặn 30kg chốt cho bạn Mưa, cho chị Mơ Lê. Đỏ mặn 30kg chốt cho chị Mơ Lê. Đỏ mặn 3kg chốt cho chị Mơ Lê. Yến Viên kem 30kg 8 tuổi. Kem 30kg 8 tuổi. Kem 30kg 8 tuổi chốt cho chị Yến Viên. Đỏ đô 35kg lớn không chị, lấy em xem rồi ok em. Để chị coi thử còn số 14 không. Hình như chị ái chốt hết rồi em yêu. Hết rồi nha em. Còn một bộ đỏ đô số này số 11. Số 11 phải tầm 20kg. Tầm 20kg đối lại. Số 11 20kg đối lại. Còn một bộ đỏ mặn 20kg đối lại thôi nha. Có mèo đỏ đây nè em, còn mèo đỏ nè. Mèo đỏ size 40kg nè. À, mèo đỏ size 30kg nè. Đây nè em, mèo đỏ size 30kg nè. 30 tới 35kg luôn nè. Đó. To chưa? To chờ bá đi chứ. Đó. Đỏ đẹp rồi sao mấy chị không chốt. Còn mấy cái quần jean ra được đỏ đô á chứ không phải đỏ mặn nha gái. À quên. Ra đỏ đô chứ không phải đỏ mặn. Rồi em còn hai bộ đỏ mặn. Còn mấy lô quần hồi bữa sốt sốt ấy đây. Còn mấy cái lô đây hôm bữa sốt hàng em Thanh Lý sốt đẹp lắm nè. Yếm ring nè. Yếm riêng này cho bé tầm 18kg đó lại nè mấy chị. Yếm riêng 35.000 này, cân dễ sợ chưa? Mấy chị ơi, mua về để dành Tết bé nó mặc mấy chị. Yếm riêng này đẹp quá. Lô này được em Thanh Lý cái lô sốt á, hàng mới cỏn luôn, đẹp lắm. Chắc đẹp cực kỳ luôn. 35.000 này. Yếm riêng cho bé nha, yếm riêng cho bé trai 35.000, 17kg đó lại. Cân chưa? Quá cân đi chưa? Gà nút vô. 17kg đó lại 35.000 nè. Yếm ring. Ai chốt chốt em mẹ yếm ring. Ờ vậy thao em. Rồi yếm ring. Yếm ring 35. Chốt cho em mẹ yếm ring 35. Size 22kg đó lại. Size 17kg đó lại nha. Rồi yếm ring 2. Chốt em mẹ yếm ring 2. Cũng size 17kg đó lại luôn. Yếm ring 2 cân chưa? Chốt chưa gài nút em không có trì cái yếm được nha mấy chị. Yếm cân lên. Yếm ring 2 nè. Yếm ring nghiền tậu chưa nè. Yếm ring 2. Hôm nào cũng 17-18kg nó lại 35.000 luôn nha. Trời ơi, hàng yếm ring là 35.000. Chốt để dành cho con. Con mặc mấy chị. Yếm ring 35 chốt bé xin mo. Hàng yếm ring này quá đẹp luôn. 35.000. Chốt về cho bé đó mà. Đám cưới đám tiệc Tết đi chơi. Tết tìm mấy chị tìm không ra. Rồi còn mã yếm ring 2. Yếm ring 2. Rồi quần này
Quần này tầm 10kg đó lại, 10kg đó lại 20.000 luôn nha. Quần ring 20.000, 10kg đó lại không. Quần ring 20.000. Rồi em còn một bộ đuổi. Bộ đuổi form này cũng tầm 10kg đó lại. Bộ đuổi form 10kg đó lại 30.000. Chốt em mã đuổi 30, 10kg đó lại tạo chưa. Bộ đuổi 30, 10kg đó lại. Có đồ bé nam có nha em. Chỉ còn đồ bé nam nha. Con em bao nhiêu ký? Con em bao nhiêu ký? Yếm ring 2. Rồi yếm ring này nhỏ hơn tầm 15kg đó lại. Chốt em phải yếm ring 15kg 35.000 luôn nha. Yếm ring 15kg 35.000. Yếm ring 15kg 35.000. Số nhiêu chị? Quần nào? Quần nào em? Cái yếm ring số 7 nha. Một cái số 7, một cái số 6. Yếm ring một cái số 7, một cái số 6. Yếm ring một cái số 7, một cái số 6. 12kg chị. 12kg hình như chị đang hết size 12kg thôi em. 12kg chị đang hết size 12kg rồi. Còn bộ 19kg nha. 19kg nè. Em còn mềm đã đô nè. 19kg số 11 nhỏ nè. Em còn mèo đỏ mặn, đỏ đô và mèo kem. Mẫu như này còn mèo mặn, mèo đỏ đô và mèo kem nha. Mẫu như này còn mèo mặn, đỏ đô và mèo kem. Yếm riêng 35 chốt ở Trang Đài. Trang Đài lên thông tin số điện thoại địa chỉ đi nha em. Rồi quần kaki. Quần kaki form này cũng 17kg đó lại nha. 35.000 luôn. Kaki 17kg đó lại 35.000 luôn. Chốt em mã kaki. Kaki số 11 này, 17kg đó lại 35.000 luôn. Chốt em mã kaki 35. Quần ring 15kg 35k. Ok, em ring chứ. 15kg 35k chứ. Em ring. Cái yếm này mà 35.000 chị chơi Tết mà chị mua khoảng trăm mấy ngàn luôn chứ. Cả trăm ngàn luôn. Em chốt bộ 19kg hả Trang Đài? Trang Đài ơi, em lên thông tin số điện thoại giúp chị đi nha. Trang Đài, lên thông tin số điện thoại giúp chị đi. Trang Đài ơi, quần riêng 20 chốt cho em Lê Thùy. Quần riêng 20 chốt cho em Lê Thùy. Còn một bộ. Bộ đây lấy 20.000 luôn đi. Bộ mũi 20.000, form nhỏ 10kg đó lại thôi nha. Kaki nhiêu ký vừa? Kaki đem 17kg đó lại nè em. Kaki đem 17kg đó lại. Số này là số, trời thấy giá rẻ cao không biết bằng. Số 11. Số 11 nha, 17kg đó lại nè. Dạ ok. Bộ 19kg cho em Trang Đài nè. Với cái em ring. Ok Trang Đài nè. Bộ 19kg cho Trang Đài. Với cái em ring 35 cho Trang Đài nè. Bộ 19kg số 11 Trang Đài. Biết ai đỏ đô 2730. Đỏ đô để em coi sẽ còn 2730 không. 27 thì có rồi, 30. Ô hơn quá. 2730 có nha chị. Đỏ đô, bộ bé trai đỏ đô 2730 cho chị, cho chị Văn Văn Trần Thị Ngọc này. 2730 này. Hơn quá, còn hai bộ đúng size cho chị luôn. Hơn quá, mừng quá. 2730 chốt cho chị Văn Trần Thị Ngọc. Tên tên tiền hết bộ đỏ đô. Có nha em, bị tăng chị chốt cho em rầu, không sót nữa đâu, yên tâm. À, có quần em 37 căng không? Hết mất rồi em. Xuân Lưu Thành ơi, quần 37 căng chị hết mất rồi. Rồi em còn một cái quần hoa gì đây. Quần hoa này cho bé gái. Cho bé gái 20.000 cho bé gái này. 20.000 cho bé gái luôn. Form này cũng tầm 15kg đó lại cho bé gái 20.000. Chốt cho em mã quần bé gái 20. Quần bé gái 20. Quần bé gái 20. Có yếm bé trai 19kg hồi nãy số 17 hả ai? Chị chốt cho em rồi á. Rồi còn bộ đuổi 20 luôn. Form này tầm 13-14kg đó lại. Bộ đuổi 20 luôn. Bộ đuổi 20, 13-14kg đó lại. Chốt em bộ đuổi 20 luôn. Em còn 2 bộ đuổi 20, 1 bộ đuổi 10kg đó lại, 1 bộ 12kg đó lại. Còn một bộ siêu nhân hồng 20 luôn nha.
Còn một bộ siêu nhân hồng 20 phôn 17kg đó lại. Siêu nhân hồng 20, bộ đuổi 20 chốt cho vỏ nhị. Bộ đuổi 20 chốt cho vỏ nhị. Bộ đuổi 20 chốt cho vỏ nhị. Để im là để cái gì vậy em? Đuổi 20 chốt cho vỏ nhị. Hai bộ cho em vỏ nhị. Quần 20 bé gái cho em Mỹ Tăng. Quần 20 bé gái cho Mỹ Tăng. Rồi em còn một bộ hồng siêu nhân 20. Bộ hồng siêu nhân 20. Bộ hồng siêu nhân 20 tạo chưa? Bộ hồng siêu nhân 20. 15-16kg đó lại. Hồng siêu nhân 20. Hai bộ 10kg hết rồi em Lâm Phạm ơi. Đeo cái lông giữ tao nè. Đây quần đùi của tôi mà lọt đâu đâu. Quần đùi ô mì. Em còn mấy bộ bếp trai đây cưng lắm nha mấy chị yêu. Bộ này máy xa đại là 50.000 một bộ nha. Em còn 3 bộ nè. Một xanh nữa nè. Em vẫn còn bộ nè. Bộ đại còn bộ bé gái không? Hăm mấy ký không? Không em, còn chờ gì xíu nha. Còn nè số 11 nè, 20 hay 2 ký nè. 20 ký đối lại nè. Đó số 11 20 ký đối lại nè. Bộ xanh, chốt cho em bộ xanh. Bộ xanh 50.000 một bộ nha. 50.000 một bộ, bộ xanh. Bộ xanh. Không gói theo Lâm Phạm ơi, có người chốt rồi nha. Dạ không nha chị Minh Hải Trần ơi. Còn một bộ siêu nhân đỏ. Ở đâu siêu nhân đỏ nè, còn sót lại trời. 17-18kg 20.000 luôn nha mấy chị ơi. Siêu nhân đỏ 17-18kg 20.000. Chốt em mẹ siêu nhân đỏ. Siêu nhân đỏ, siêu nhân hồng. Tại vì gì? Một cái áo thun lễ cho bé 20.000 luôn nha. Nói chung là hàng còn là chắc cô Tâm xịn hết nha mấy chị ơi. 20.000 chốt cho em mẹ áo cam 20 17-18kg đó lại. Áo cam 20 17-18kg đó lại. Áo cam 20. Ô còn sót con đầm nữa chứ. Ở đâu còn sót lại con đầm tím này. 45.000 cái con đầm tím. Trời nó cưng hay chứ. Cái này 15-16kg nha. Có bé nào 15-16kg không? 45.000. Ô cái đầm chi mà tậu chứ. 15-16kg. Tậu quá. Áo cam 20 chốt cho em Trang Đài. Áo cam 20 chốt cho em Trang Đài. Bộ dài 25 yến hình. Bộ đại 25 30kg không ạ? 25kg còn nhưng em 30kg hết. 25kg thì còn 30kg thì hết nha. Bộ đại 25kg nè. Còn mèo xanh, mèo đỏ mặn với lại mèo kem nè em. Bộ 25kg thì còn 30kg thì hết. 25kg nè em. 25kg nè. Bộ xanh 25 nè, 50.000 nè. Đó. 50.000 nè. Tầm tím chốt em vỏ nhị. Không có nha em Trần Vy Vy ơi. Không có nha. Do em chọn màu nên nó không có đồ kịp. Ví dụ em biểu chị bóc một kịp thì nó sẽ có. Mà do em tự chọn màu á, thành ra nó không có sai. Tầm tím chốt em vỏ nhị. Đó, bộ xanh nè. Vậy còn bộ 25 chứ không có 30kg. 25 hay 6kg đó lại. Đỏ mặn nè. Đỏ mặn nè. 25 hay 6kg đó lại. 50.000 một bộ nha. Hàng thun đẹp xịn sò. Cái đồ kem nữa nè em. Ốc combo 3 bộ đó. Nếu mà mua combo 3 bộ còn 140 nha em. Em gì? Yến hình. Combo 3 bộ là 140. Còn mua rỉ lỉ 1 bộ là 50.000 nha. Đó còn đúng cơ. Một combo 3 bộ cho 25kg nè. Lấy combo 3 bộ đi. Còn đúng combo 3 bộ cho 25kg đó. Combo 3 bộ. À, trời ơi cái yếm này dễ thương lắm mấy chị. Một là mấy chị có thể mặc trễ vai. Mặc trễ vai lên dài rồi xe đó là cột cái yếm lên dài nha. Đây em giả sử đây. Đó, có thể là mình mặc trẻ vai như thế này mà cái yếm nó dài, dâm trì cái yếm lên nha.
đó, hoặc là có thể mấy chị mặc có cổ dài, có cái yếm, có cái, nói chung là có cái dây cột thành cái yếm dễ thương lắm. Hay là cái dây rời mấy chị có thể cột thành cái yếm nha. Rồi bộ xanh 24kg chốt cho em Thành Thiệp, mua combo 3 bộ luôn đây cho rẻ được 10.000 em. Bộ xanh 24kg chốt cho em Thành Thiệp, mua combo 3 bộ đi cho nó rẻ. Còn 3 bộ đó sao vậy, để chị chốt cho combo 3 bộ cho Yến Hình luôn nha. Hình Thiệp, Yến Hình lên thông tin số điện thoại để chạy giúp chị với Yến Hình ơi. Chốt 3 bộ combo cho Hình Thiệp luôn nha, cho em Yến Hình luôn nha. Combo 3 bộ rồi, Yến Hình chỉ có thông tin số điện thoại rồi. Combo 3 bộ nè, 3 bộ 140, trời ơi. Hàng xa đại. Bộ kem bí tra 30kg, bộ kem 30kg coi thật còn không? Số 14 là được. Không, hết mất rồi chị Sơn Hòn ơi, bộ kem em hết rồi. Giờ em còn bộ một combo số 11 này. Số 11 tầm 22kg đó lại thôi, 22kg đó lại. Hình Thiệp 24kg không có được. Dùng gửi Yến Hình cho em nha. Yến Hình gửi chung với em hả? Rồi ok. Em còn 3 bộ combo số 11 này mấy chị. Còn 3 bộ combo bé trai số 11 này. Tổng chưa? 20-22kg. Đó, ai có combo 20-22kg 3 bộ bé trai này chốt nha. 20-22kg em còn combo 3 bộ 140.000 3 bộ. Còn combo 3 bộ cho bé trai. Hàng thun cốt tông 100% co giãn 4 chiều cho bé mạnh mạch thoải mái cực kỳ nè. Đó, còn 3 bộ cho bé trai. Form 22kg đó lại, 20kg là mạch đẹp nhất, 22kg là mạch vừa do hàng cô tông co giãn, nhưng mà cỡ tầm 20kg đó lại là mạch đẹp nhất. Rồi em còn 3 combo, còn 1 combo. Rồi đầm này cho bé 45.000. Đầm này cho bé 45.000, có cho xa tới 20kg nha. Có cho xa từ 10 tới 20kg. 45.000 một đầm. Rồi ai chốt mã đầm 45 chốt cho em mã đầm 45 kèm theo số ký, cưng lắm mấy chị ơi. Mặc lên mới thấy cái độ cưng của cái đầm này nha. Mặc lên mới thấy độ cưng của cái đầm này. Rồi chốt em mã đầm vàng 45, bộ em không có như Hình Thiệp ơi. Bộ em không có. Rồi em còn hai bộ này 90.000, 45.000 một bộ nè. Em còn hai bộ này form tầm 17kg nha. Form tầm 17kg em còn hai bộ 45.000 bộ, đẹp chưa? 45.000 bộ nha, em còn hai bộ. 45.000 bộ em còn hai bộ. Combo hai bộ. Hai bộ 90.000. 17kg đó lại. Combo hai bộ 17kg đó lại. Đeo cái lông quá. Rồi đầm, chốt cho em mã đầm vàng. Đầm vàng 45.000 cân lén có size tới 20kg nha. Đầm vàng 45.000 có size tới 20kg. Rồi đầm xanh, đầm xanh 45.000 cũng có size tới 20kg. Có gì yếm cột lên cân lén. Có dây để cột lên yếm nè. Nói chung là cái dây này mình có thể có nhiều cách phối. Bây giờ có thể phối thành yếm cũng được, mà cột nơ hai bên hông cũng được. Cưng dễ sợ chưa? Đầm dễ thương lắm mấy chị ơi. Có size cho tới 20kg nha. Đầm vàng, đầm xanh. Chốt cho em mã đầm vàng, đầm xanh 45.000 một đầm. Đẹp mê mẩn, mê hồn. Rồi cái set này 35.000 cưng lắm nè. Chậu bà bé bà mặt cưng chết luôn á. Set này 35.000 nè. Một cái chân váy cưng chưa? Cưng lắm, cái set này 35.000 cưng lắm mấy chị yêu. Hai bộ đó lấy 80.000 được không? Cũng quỷ thiệt. Hai bộ đó lấy 80.000 được không? Cho đấu giá ngược hay gái nhỏ kia. Đẹp chưa? 35.000 cưng chưa nè.
Đó, 35 ngàn một cái set gồm chân váy một cái áo caro cưng lắm lận á. Rồi, đây này có size số 6 là tầm 17 17 kg đó lại này. Số 6 17 kg đó lại, có số nhỏ nó mới cưng chứ. Con em bữa quốc máy set này rồi. Số nhỏ này đó, 10 kg đó lại nè, 10 kg đó lại cưng chưa? 10 kg đó lại. 10 kg đó lại 35 ngàn một set mấy chị yêu ơi, chốt. 10 kg đó lại. Có đồ riêng cho bé, đồ riêng cho bé gái ít ngày nữa em mới ai mới về nha chị, lô lô xe mới về đồ đồ riêng cho đồ riêng. Còn đây là đùi kaki có size 27 kg đó lại, 100.000 bao quần đùi kaki nha. Đùi kaki em đang treo ở phía sau á. Rồi set 12 kg chốt cho em Thu Nguyễn, set 14 kg chốt cho em Hình Thiệp nè, 35.000 set. Thu Nguyễn set 12 kg nè, 12 kg chốt cho em Thu Nguyễn nè, được chưa? 12 kg chốt em Thu Nguyễn nè, tay cho em Hình Thiệp nè, khà khà chốt đi má, được để em luôn. Có váy 30 kg hả? Dạ không chị, em không có váy 30 kg nha. Rồi 12 kg cho em Thu Nguyễn nè, quất luôn đi. 12 kg chốt em Thu Nguyễn, chơi xà láng sáng về xuống còn có hai bộ quất đi. Bích Trâm ơi, chốt giá nó đi để mai con bé nó làm lộn á. Vé không có 30 kg nha. Rồi ai lấy set đâu mấy chị ơi, set này dễ thương lắm, chắc có lẽ là do mình không có con ở trong cái độ tuổi này đúng không? Chứ nếu không thì 35 ngàn là mấy chị chốt gì cho bé nó mặc cưng lắm. Con em mặc dễ thương dễ sợ luôn á. Đó. Số 7 cũng vậy nè, cỡ nói chung là cỡ 16 kg nó lại là có size. Set 35 này cỡ 16 kg nó lại là có size. 16 kg nó lại là có. Con bé gái ai mà cỡ 16 kg nó lại là chốt à. Thêm set 16 kg ok chốt cho em Thu Nguyễn này. 16 kg chốt cho em Thu Nguyễn này. 35.000 set. Nói chung là mặc dễ thương lắm. Wow, mệt quá. Đeo cái lưng quá. Set 19 kg hết mất rồi chị Ngọc Tân ơi. Set 19 kg hết à. Set em có nha Hình Thiệp, set em có nha em. Set em có nha. Set em có. Đeo cái lưng quá mấy chị ơi. Set em có. Rồi cái đầm ho này mới tậu nữa chứ. Con gái em nó mặc cưng lắm. Set 26 kg không có em tỉnh ơi. Đầm nè. Rồi ok em Bích Trâm Nguyễn nha. Đầm đây, tậu ơi là tậu luôn. Wow, nó đeo cái lưng. Đeo cái lưng quá chừng quá đẩu. Đầm hoa 35.000 này mấy chị chắc đuổi đuổi đẹp lắm. Do cái này của lô trước nhưng còn lại em bán cho mấy chị á. Đẹp lắm mấy chị yêu ơi. Bé nhà em ba mặt con tậu lắm lần á. Phom rộng rãi, phom suông á chứ a á, cưng chưa? Để em coi thử nha. Cái này là còn số 7 nè, số 7 là 10 17 17 18 kg cái đầm hoa này nha. 17 18 kg cái đầm hoa. Set 14 kg chốt cho em Lê Thùy. Set 14 kg chốt cho em Lê Thùy. Set 14 kg chốt cho em Lê Thùy. Rồi còn hai cái set nhỏ nữa, ai chốt thì chốt. Lê Thùy set 14 kg. Rồi đầm hoa 35 ngàn cái đầm hoa mà chắc đuổi đẹp nha. Khẳng định đó mấy chị, nhận cái đầm hoa gì mà không đẹp là em thương không lấy tiền đâu. Bán dữ quá mà kỳ ngày kỳ đêm luôn. Không phải đang cái thời kỳ đeo lưng mấy chị ơi. Có áo khoác riêng không chị? Không em Đặng Triều ơi. Bé em mặc vé đó cưng lém. Đúng đầu bé chị mặc cũng cưng dễ sợ luôn mấy Tăng ơi. 35 ngàn. Bữa em bán 45 ngàn nên em bán 35 ngàn nè. Mấy chị có con gái chưa nè? Chưa lựa quần cho em không? Có nha Bích Trâm. Rồi. Đó, đó là số bé chị mặc cái đầm này cũng cưng lắm thân ơi. Nói chung là cái phông đầm này mặc lên cưng lắm. Số 7 nè. 35 ngàn mấy chị chốt với chị, đuổi đẹp lắm, Mỹ Tân nó mua rồi mấy chị biết. Đuổi đẹp lắm. Đầm hoa không có 30 kg chị ơi. Số 7 tầm khoảng 17 18 kg.
Số 7 tầm khoảng 18 17 18 kg. Số 4 15 16 kg này. Nói chung là nó có size từ 18 kg đó, là nó có size, mấy chị chốt đi, em chốt cho nha. Mấy chị chốt đi, em chốt cho. Tầm hoa 35.000 dễ thương quá luôn, chắc buổi nó chứ, đẹp. Nói chung là từ 18 kg là nó có size, mấy chị chốt đầm hoa. Đầm hoa kèm theo số ký em bóc cho. Còn mấy đầm này. Con em nhắn tin lộn, nhắn tin gì Lâm Phạm? Rồi. Được chưa? Đầm hoa, đừng nói đầm hoa 35.000 mà không ai chốt nha. Đầm hoa 18 kg chốt cho em Son Võ. 35.000 mà không chốt nữa thâu luôn á. Bởi vì nó dễ thương. Mấy chị chốt gì cho bé mặc, tiếc là tiếc vậy chứ không phải là tiếc cái gì. Bán nó được bữa nay hôm xem bán cũng được, nhưng mà em tiếc là tiếc cho mấy chị á. Chốt được cho bé cái gì nó mặc nó tội. Đầm hoa 18 kg chốt cho chị Son Võ. Đầm hoa 18 kg chốt cho chị Son Võ. Rồi ai chốt đầm hoa nữa không? Đầm hoa là giải đuổi xịn luôn nha. Chị Son Võ lấy quần không? Quần combo, quần kaki này 100.000 ba quần là đủ màu đủ size luôn. Có tới size tới 27 kg. Đủ màu đủ size, có size tới 27 kg. Hãy sống như đời sống như biên trời mênh mông. Đầm hoa 35.000 mà không ai chốt hả? Kỳ vậy. Em không là ngọn sóng để ra khơi. Xếp vàng 55.000 một áo dài tay và một áo chân váy đẹp lắm. Đây nè, đó, dễ thương chưa? Xếp vàng nha. Chốt em set vàng 55.000. Trời ơi, đẹp lắm, hàng full cotton. Coi giãn xịn sò, còn một bộ form 15-16 kg đó lại thôi. 55.000 set vàng 15-16 kg đó lại chân váy nha. Set vàng 15-16 kg đó lại chân váy và cái set vàng này cưng cưng ngắt xỉu luôn mấy chị ơi. 15-16 kg set vàng. Chốt em mã set vàng 15-16 kg. Cái áo dưới mông em kêu cắt đi mà không cắt thì bán đi. Áo nào đâu? Áo nào đâu ha? Quên đây, hai cái quần của chị với của con chị đây. Em không là ngọn sóng. Rồi set trắng 55.000 này, cưng ơi là cưng luôn. Đó, set trắng 55.000. Quần đeo lưng quá. À, mấy chị muốn coi đồ gì nữa nói em đi mấy chị, đồ bé trai hay bé gái nói em đưa lên cho coi, đồ bé trai hay bé gái nó em đưa lên cho coi nè. Bắt đồ bé trai nhỏ 17 kg đầu hí, dạ hết rồi chị Bích Hiên ơi, bé trai 17 kg là hết rồi đó. Nói chung là bé trai em hết sạch sỉ, còn mỗi combo số 11 là tầm 19 kg đó lại. Còn một combo 19kg á. Đồ bé trai hết sạch sỉ đâu á. Ai mua đồ bé trai thì thao đi ngủ được rồi á. Giờ đồ bé gái này, ai mua đồ bé gái thì chấm lên rồi em like đồ bé gái nữa rồi đi ngủ. Ở hai mày ngủ luôn. Đau lưng quá. Bí gái sai đại đi chị. Bí gái sai đại không có Sơn Hòn ơi. Kỳ này không có quần riêng bé gái hả em? Dạ có quần kaki à chị Lê anh Hồng ơi, có quần kaki nè chị, có quần kaki nè đó, kaki cho bé gái nè, đủ mèo cho cô kaki coi giảng 100.000 ba quần nè chị hả, ngăn nguyên bộ bé gái, bộ bé gái còn mấy bộ nữa cũng tội. Đi giờ em lấy con gái em mặc nữa, bữa nó mặc mấy bộ tậu quá. Mấy bộ dây mặc ôm nữa mới tậu. 16-17kg đó lại nha. Bộ đỏ này 35.000. 16-17kg đó lại bộ dây đỏ 35.000 nha.
dây đỏ 16-17 kg đó nè, chốt em bộ dây đỏ 35, dây đỏ 35. Bây giờ chị đôi lưng quá, bé trai là hết rồi á, ai mà mua đồ bé trai là đi ngủ được rồi á, giờ em còn đồ bé gái không. Bộ xám cũng 15-16 kg đó lại nè, 35.000 bộ xám này, tạo chưa con em nhiều quá, để giờ để mặc nữa không? Bộ xám đó bé gái đó, bộ xám bé gái 12 kg đi thím đó, để thím lên đó. Mè xanh bảo không mặc vừa, mè xanh bảo không mặc vừa, nó có sai mà chị. Bộ này có quần này có size tới 27 kg nha mấy chị yêu. Quần này em có size tới 27 kg nha. Quần này em có size tới 27 kg, 100.000 ba quần em có size tới 27 kg, mấy chị cứ chốt thoải mái, ba quần ba màu, nhiều màu lắm. 100.000 ba quần kaki, 100.000 ba quần đủ màu hết á, có size tới 10 tới 27 kg lận á. Đủ màu nha. Có set nào 19 kg không? 19 kg có cái set vàng hồi nãy, đâu mà nó có màu xanh đó em. 55.000 lắm, để xét vàng dài tay chị đưa đó. À, thứ gì vậy? Bích Trâm Nguyễn. Bộ đó sao 30 được em? 35 chứ. Có đầm bé gái, xám 35 chốt cho Mỹ Tăng. Chị định để bộ xám cho ông bé. Xám 35 chốt em Mỹ Tăng. 35 chứ. Bộ này 35 chứ, không có giá 30 đâu. Chắc chờ trường bé là nó không biết à. Có đầm nhưng mà bao nhiêu ký vậy chị? Đầm bao nhiêu ký? Đồ dây gái đó có 27 kg không? Dạ không nha chị, 27 kg hết size rồi. Đeo lưng nhức đầu nữa chứ mấy chị. Ngày con gái. Đây. Đẹp. Các cây coi giảm 100.000 bao quần này, đó, đủ màu hết á. Ai thích lấy thì báo em. Em không là ngọn sóng để thuyền ăn xa khơi. Thôi ngủ đâu lần qua, nghỉ hơn mấy chị. Trưa mai lên sang hàng dép nha. Đầm đỏ dễ thương quá, điều số nhỏ. Tầm 15 kg đó lại, đầm đỏ dễ thương chưa? 45.000 cái con đầm đỏ cực kỳ dễ thương luôn á. Mà size nhỏ. Mà nhỏ em mới mặc tàu lắm. Mười lăm ký đó lại đầm đỏ. Cũng còn đầm cho bé. Đầm 12 kg đây nè. Đó con đầm đỏ nè. Nó có màu hồng, màu vàng nữa nè con. Tầm 12 kg thì nhiều. Nói chung xe nhỏ em còn nhiều lắm. 45.000 một đầm. Vàng, hồng, đỏ. Xe nhỏ nè, tầm lên. Tầm về. Ê, xe nhỏ đó. Lái sắp tờ nem trem đếp lên trán là hết đeo thiệt hả chứ. Đủ mấy rồi nha Bích Trâm ơi. Rồi số 6 nè, 17-18 kg nè. Đầm vàng 45.000, 17-18 kg. Đầm vàng. Đầm hồng. Lấy em quần kaki xanh 14 kg. Rồi ok. 14 kg. Đây, 4 kg kaki xanh. Để thuyền ăn ra khơi. Khi em còn mãi thôi, còn mãi đắm đuôi những phút giây thời dài. Đầm hồng. Cưng quá. Dưới thuyền ăn xa khơi, khi em còn mãi thôi. Sơn Yến lên thông tin cho anh hỏi thì chỉ đi Sơn Yến ơi. Còn mãi đắm đuôi như giấc mơ khờ dài. Rồi đầm xanh 45.000 này. Trời ơi, foam babydoll cho bé cưng lắm. Nó có size tới 18-19 kg nha.
có xa tới 18-19 kg đầm này, tay thì phồng nữa chứ, trong cái đầm này cưng lắm, dễ thương. Thời chuyện anh xa khơi khi em còn mãi thôi, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dài. Thôi vậy nha mấy chị yêu, còn ít đồ bé nữa mà làm biến lao quá, đeo lưng quá giống gì hết trơn á. Xanh 17 kg chốt em Mỹ Phúc, xanh 17 kg chốt của chị Mỹ Phúc, xanh 17 kg chốt của chị Mỹ Phúc, nó có hồng nữa. 17 kg chốt của chị Mỹ Phúc. Xanh 17 chút của chị Mỹ Phúc. Dù khuyên anh xa khơi nhưng em còn mãi thôi, còn mãi lắm đuôi. Có hồng nữa nè. Học chưa? Cưng đi. Dạ ok chị Xuân Yên nha. Vàng 13 kg chốt với chị Xuân Yên. Thuyền anh ra khơi khi trăng mây thuyền anh ra khơi đâu có. Đầm đuôi cá em hết mắt chị tưởng ơn. Đầm đuôi cá trưa lai hết mắt tiêu. Đâu có ngày chi mưa gió trên đón thuyền thôi ôi trong sông. Em có mấy con đầm này cũng dễ thương lắm nè, đầm dài tay cũng dễ sợ. 50.000 nha, đầm này 50.000, nó có xa tới 17-18 kg không nha, dễ thương không, nó có xa cho tới 17-18 kg luôn, tay của nó này cưng dễ sợ. Dù thuyền anh xa khơi. À có ai gọi chưa Nguyễn Sa ơi? Rồi ok Bách Trâm Nguyễn nha. Khi bé gọi chốt đơn rồi mấy chị cần gì mấy chị nói nha mấy chị ơi. Thế bé nhà em nó gọi chốt đơn á, mấy chị cần gì thì nói nha. Rồi gửi. Ố làm này nghĩ thiệt luôn á. Chúc mấy chị ngủ ngon nha, có những giấc mơ đẹp. Dù thuyền anh xa khơi nhưng em còn mãi thôi, còn mãi đắm đuối những giấc mơ. Bây giờ mình đi ngủ. Chưa hả? Mới chốt hồi chiều, chốt hồi nào vậy em Sa? Nếu mà mới chốt hầu trưa thì sáng mai bé nó gọi nha mấy chị. Trưa mai mấy chị yêu lên mua dép nha, đủ là dép. Bây giờ là đi ngủ. Bye bye mấy chị nha, chúc mấy chị ngủ ngon nha mấy chị yêu.